của anh Larry sao? Cách đây còn hơn 3 năm thì thoát vị đến đệm lớn 4 năm. Rồi. Thì đã phẫu thuật rồi, phẫu thuật nhẹ, không có dụng cụ. Rồi. Và cho tới bây giờ, hiện tại thì thoát vị đến đệm theo những kết quả bệnh nhân dai là nửa năm ết 1. Bệnh viện nói là muốn cây mà không khỏi, phải mổ. Được. Nhưng mà cũng cây đến giờ là chưa không khỏi. Tiền một liệu pháp thì liệu khác để tránh được việc mổ. Hôm qua tới giờ, tức là thứ hai rồi phải không? Rồi nhịn ăn, rồi hút không khí, chồng đá có làm không? Có làm hết ạ. Mà thấy sao cái kết quả thấy có dễ chịu không? Sáng nay dậy vẫn thấy nó đau, đau từ bên hông này, bên đau từ bên trên này xuống. Rồi đi đứng thì không có vấn đề. Không, tức rằng là đi lại nhẹ nhẹ thì vẫn được, nhưng mà đứng một chỗ thì nó rất là đau. Đứng một chỗ rất đau. Ngồi xuống như vậy sao? Từ hồi mổ giờ đấy cũng không ít khi đứng ngồi xuống thấp thế này lắm. Là thứ đấy. Bây giờ thứ nhất là cúi trước, cúi xuống trước, cúi đầu xuống, à đó, rồi xuống được tới bao nhiêu? Quá là. Ok. Rồi hết mức rồi, được rồi. Rồi ngồi xuống đứng dậy thử nè. À, đứng dậy. Khó, hơi gượng gượng nha. Rồi, cố gắng, đứng dậy đi. Rồi. Và đó gì có chạy đều được không? Hồi xưa thì đã chạy, nhưng mà từ khi vào mổ lần trước rồi nó không có chạy nữa. Mổ nó kết bao lâu rồi? Hơn 3 năm rồi. Không sao. Rồi, chị đứng đây dậy rồi sao? Nằm bay xong rồi. Rồi, cho em nằm đây. Rồi, em làm giúp giùm cho thầy luôn cái quần này. Dạ, em nằm xuống. Nằm chân đây. Đầu quay vô đây. Rồi xích lên chút xếp, xích lên chút. Rồi đi lên ngồi đi. Nghe thôi. Ừ,
Bình thường. Rồi, nằm thẳng ra. Thẳng người ra. Em lời 5 x 1. Rồi. Rồi, úp mặt quay kia. Rồi, người vậy? Cứ bình tĩnh. Rồi, quỳ lại cho đây là quỳ lên. Rồi thôi hả? Mày này cũng hay theo biết lầm nữa. Sát rồi. Ngồi xuống. Rồi, dễ mẹ rồi. Nằm xuống lại. Đầu. Rồi xin lên trước đó. Bây giờ sao rồi? Sao những cái cú làm đau đớn bây giờ thấy trong người sao rồi? Bây giờ cúi lại coi được cái nhiêu nha. Bây giờ mới cười được đấy thầy ạ. Rồi cúi xuống. Được rồi, cứ cái cúi được hay này đấy. Rồi được rồi, giờ ngồi xuống dậy đi. Cái cô này thì hai ngày sau cũng mới dễ chịu, tại vì mình mới làm động là giờ đi đứng này, đi bình thường, đừng có nhanh lên, cứ đi mạnh đi, rồi chạy rồi làm kia đi, rồi chạy lên tôi này. Chạy đi, rồi các bạn đừng có rón rén quá, đừng có sợ, nhấc lên, thì cứ đứng yên rồi dễ đi rồi. Nhấc chân cao chạy. Thứ nhất là ngước mặt lên, thứ này đừng có cúi mặt xuống, ta nói là gần đất xa trời. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.